Anh em Trung Nam đang trên hành trình đi lắp đặt bộ dàn karaoke, nhưng ngày hôm nay có rất nhiều cái điều đặc biệt, đó là ngày hôm nay đi lùi đang về Gia Lộc Hải Dương lắp đặt bộ dàn karaoke cho một anh trai, nhưng mà tuy nhiên là xe nó bị hỏng nên là phải đang nhờ xe kéo các bạn. Xe kéo xong rồi bắt đầu mới đi lắp tiếp được, nên là xe phía trước đang kéo. Xe này bám sau mình ghê thế nhỉ? Biết mình đang đi lùi thì phải tránh đi chứ nhỉ? À, vẫn phải thắt dây an toàn bình thường. Chúng em đã đến gara rồi. Chưa bao giờ như này. Đây bỏ ra kia luôn. Bây giờ kia cầu sau đi. Bây ra từ đi sau. Cái này không biết xử lý có nhanh không chú? Dăm phanh để xem. Vâng. Nó bị đứt phanh tay từ hôm trước rồi, nhưng mà cháu cứ cố đi. Hay là vừa xuống cao tốc phát là nó bó cứng luôn. Như là đạp phanh cháy phanh luôn đấy. Nó không đi được nữa. May là xuống cao tốc thì không được. Xuống cao tốc là đấy nguy hiểm. Khách hàng của chúng em thì anh đã chở cho một cái quả loa, một loa trầm với một cây chiếc loa rồi. Một tí nữa anh sẽ ra đi đón anh em chúng em để đi lắp đặt tiếp. Mình có thể xe thì có thể nhanh lúc nào, chậm lúc nào thì tính sau. Em chào anh. Bên này đi đường. Đây. Báo cái mặt cửa cho cháu nó mà. Mặt cửa đi anh. Mặt cửa cho đi đồ xong luôn. Đúng rồi, cho em nhờ tí. Lấy đồ ra đã. Đang về đến gara rồi anh ạ. Bây giờ anh đang ra chở đồ cho mình. Người ở đây thế không? Một người không? Anh đang tính bảo là anh có quen gara này có quen không? À thế ạ. Thế hỏi giúp em xem là xe pháo sửa thế nào đi để em lại có khi em quen thì em bỏ lại xe đây anh em hai chúng em vào đi lắp anh cho anh cho nhanh. Thế là bây giờ thì xe cứ để tạm đây. Thế sau đó là về lắp bộ dàn này cho anh. À, thế em đi cùng anh nhá. Okay. Vâng. Chưa bao giờ gặp trường hợp này ấy ạ. Khó khăn mong anh lượng thứ. À, nóng nhờ anh nhờ. Từ đây về nhà mình có sao không anh? Gần nữa. Em vừa nhìn bản đồ thì là cũng ngay đúng gần cái vòng xuyến, còn tí nữa thôi. Tí nữa đến nhà anh rồi. À cái bộ này thì là anh xem bọn em trước hay là anh, chị? Anh xem à? À. Anh xem cũng năm nay. À thế quá. Nhưng mà lâu lắm anh cũng quay lại xem. À. Rất rồi muốn mua thì quay lại xem để thấy có cái cục đẩy này thì mình. À mình thấy thích đúng không? Vâng, cũng xem nhiều bộ dàn của em rồi đúng không? Mình xem thì cũng nghiên cứu nhiều cái bộ. À, cái bộ này cũng chính là cái bộ mà em mới lắp gần đây ở Trường Nguyên Hải Phòng này, có phải không? Đúng anh cũng xem bộ đấy luôn à? À đấy, bộ của chú Tôn đấy. Cái này đi lắp là nó hơi không được thuận với xe pháo lắm. Chạy sao? Nhiều nó phải trục trặc. Đúng rồi, con này của em là chạy từ Bắc qua Nam đấy, chạy khắp các nơi rồi đấy, cũng chinh chiến. Hôm nay nó mới trục trặc do cái má phanh là lâu ngày cũng không kiểm tra. Thật. May quá có xe anh đỡ cho, không có là cũng không biết làm nào. Chờ sửa. Chờ sửa là hơi lâu ấy. Tại vì bọn em còn một bộ trên xe nữa cơ. À, và Như Quỳnh nữa cơ. Thế là ưu tiên lắp cho anh trước, ở xa trước xong rồi mình về gần sau. Cái này chỗ chạy của anh vẫn mượt phết nhỉ? Còn Matiz mà đúng không? Matiz. Đời bao nhiêu đi anh? Đời 209. À thế à? Ôi giời, vẫn chạy ngon nhỉ? Matiz ngày xưa ước mơ của mình ấy. Ra đến nhà anh Vinh rồi. Không gian gia đình rất là đẹp. Anh Vinh. Đó. Con trai đây hả anh? Con hello con trai. Con bao nhiêu tuổi rồi con? Con 12 tuổi. 12 tuổi hả? Ôi dồi. Đẹp trai như bố nhỉ? Đúng rồi, con này nặng lắm. Con lắp bộ âm thanh. À, con cháu ông ạ. Ông nhà mình hay ông hàng xóm mà anh? Đã. Con cháu ông ạ, con cháu bà. Đấy rồi, đi vào đây tham quan không gian nhà anh. Ở trong không gian nhà anh Vinh, rất đẹp. Đây này có cái bộ bàn ghế rất là sang trọng. Kia có một cái bộ âm thanh nghe nhạc bãi dàn Victor. Ừ. Chắc là anh bỏ sang bên để đón chờ cái bộ dàn âm thanh mới ở đây. Nhà anh đang có bộ bàn ghế đẹp quá, em đang bảo là đang thiết kế đặt loa ở đây phải không anh đi? Loa em để bên này à? Hai bên nhá. Vừa đẹp luôn đấy. Hôm nay quả trầm em để trong góc này, em triển khai luôn nhá anh Vinh nhá. Trước kia như anh cũng có cái bộ Victor, à quên, bộ Kenwood nhỉ. Bộ này còn chạy được không anh? Vẫn nghe được à? Cái này chạy 110. Lâu lắm rồi nhỉ anh nhỉ? Nhiều thớt. Ôi nhà anh Vinh là bán gạo phải không anh? Vâng, em thấy rất là nhiều gạo đấy. Gạo này là gạo ở đâu đây? Gạo Nương hả? À? À, Đồng Tháp à? Gạo đặc sản đây đúng không? ST21 đây. Đấy, anh thấy gọn gàng đẹp không? Đẹp hơn trên ấy không? Trên video. Ở đây.
cái tivi này nó cổ, nó có mỗi một đường kính. Cẩn thận tua tay. Bây giờ tạm thế đố đấy nhỉ. Ôi giời, vãi mồ hôi nào. Ướt súng áo. Anh pha cho cốc trà đá kìa, làm hớp đi. Vâng, em cảm ơn anh. Đấy. Em mời anh uống nước. Dạ, anh chú đáo quá, còn pha cả trà trước à. Anh chơi được đàn guitar hả anh? À, em tưởng anh chơi được thì tuyệt vời quá. À, cung vừa rồi hả anh? Vâng. Hướng cho nó đi theo cái âm nhạc này cũng hay. Vâng. Dạ. Cái thế nào mà nó yêu văn nghệ, mà nó biết về âm nhạc là nó cũng thông minh lắm đấy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
bao giờ anh biết được mình thơ. Trước mắt anh là trời xanh lá tiền rồng, bên chân linh nghe cô hò em hát, ước cha ra đồng bắt con đẹp con cua, nuôi con nên người vai mẹ gầy khô. Dòng sông Lam chảy về dòng Nam, ngàn phố ngàn sông như dòng xưa mẹ em. Anh đưa em về ghé biển Tam Xoa, ai ơi có về Hồng Lĩnh quê ta. Quay sông Thiên Nam vượt qua ngàn bão tố, đông ngập ngơi mười bông hoa bất tử. Vì Vũ Thiên cầm tàu anh ra khơi, mình mang câu hò kẻ bồ quê ơi. Anh em vừa rồi nhé, chất âm thì đã hài lòng rồi. Tình yêu như lăng đưa em về bên dòng suối mơ, nhẹ vương theo gió, gió mang câu thề xa xôi chốn xưa. Tình như lao có nhẹ nhàng không? Vâng. Nhưng mà anh hát thế có nhẹ nhàng không? Dễ hát không? Hát rất nhẹ chị ạ. Chị hát bài anh chị. Chị không cửa hát. Vâng. Chứ anh hát thoải mái đúng không? Đêm nay mình ta uống nắng trong xanh trong đêm buồn. Biết em không còn yêu nhưng rời đi anh chẳng muốn. Lặng nhìn em quay bước nước mắt anh cũng khẽ tuôn. Buông đôi tay níu kéo cũng đã quá muộn. Yêu đương chỉ như những áng mây lượn nhanh qua trời. Yêu chỉ cho lệ hoen đôi mi để con tim buồn vỡ. Khi yêu cứ ngỡ đến để hôm nay ôm một mối sầu bơ vơ, dùng một đời vất vương để nói lại một đời đau thương, lời xin lỗi sau bao lâu nói không thành câu, yêu đương không đậm sâu đừng dối ra thêm đau lòng nhau, nước mắt cứ để anh tự lau, dùng một đời vất đậm sâu đừng dối ra tên đau lòng nhớ, nước mắt cứ để anh tự lau. Bộ này thì anh đã thấy mà hài lòng chưa? Ok, anh nói chung là trước nay anh chưa dùng bộ nào thì anh sắm một lần. Vâng. Mua bộ nào ngoài thì mua nghiêm túc đúng không? Mua một lần thôi. Nhưng mà với bộ này thì với hình thức là ưng ý cho anh. Được. Được rồi. Còn về chất lượng âm thanh vừa rồi anh nghe thì đã đấy,
hài lòng chứ? Thế hay là được thế luôn. Vâng. Đấy, rất cảm ơn anh chị.